Anh vừa bị vấp ấy. Anh vấp phải hình bóng của em ấy. Say what? Anh vấp phải hình bóng của em. Em ơi. Ừ? Em có phải bị mắc corona không? Cái gì vậy? Đúng không? Đúng không, em bị corona không? Anh thấy em như kiểu đang bị mắc corona ấy. Chứ có sống yên bình tí được không? Bởi vì em khi mà anh đến đây này, em làm anh như kiểu bị phát sốt về em ấy. Anh đang bị sốt đấy. Kiểu gì? Uống thuốc đi nhá. Chơi. Chị cầm của em cái này đâu ạ? Để em buộc cái giày ạ. À thôi, em không cần buộc nữa. Sao chị lại tặng hoa cho em ạ? Anh đưa cho mình mà. A few inches later. Thế mình không tặng nữa, mình cầm luôn nhé. Ơ, sao thế? Chị đang tặng em mà. Không, mình không tặng nữa. Chị keyboard đấy. Em không đủ năng lực để có thể nhận bó hoa đấy của chị à? Không. Em đang chuẩn bị nhận rồi, xong rồi chị lại thôi không đưa em nữa. Không. Em ơi. Cái gì? À, em có muốn con anh ấy đẹp như em không? Có à. Vỗ tay. Em ơi, anh hát rap cho em nhá. Ừ. Nghe rap không? Ok nhá. Một đứa nghe thì cả hai cùng nghe. À. Không, đứng ngay thôi. Được chưa? 3, 2, 1, go! Ra xã hội làm ăn bơn chảy, liều thì ăn nhiều không liều thì ăn ít. Làm ăn muốn kiếm được tiền thì phải chấp nhận mạo hiểm nhiều một tí nhưng cho đủ sát em được chưa? Làm ăn muốn kiếm được tiền thì phải chấp nhận mạo hiểm nhiều một tí nhưng cho đủ sát em được chưa? Sau này chỉ có làm thì mới có ăn. Những cái loại không làm mà đòi quan đi ăn rồi. Nhá. Những cái loại không làm mà đòi quan đi ăn rồi. Nhá. Nói thế cho nó nhanh, cho nó dễ hiểu, không làm gì có tôi. Đấy, hay không? Vâng. Rồi. Hay đồ em anh. Ừ. Tôi là nhà tiên tri vũ trụ dần dần, cố vấn tối cao của Tổng thống Donald Trump, hiện tại là quốc trưởng của chính phủ lâm thời Việt Nam Cộng Hòa, lên đây livestream cho quý vị bỏ con. Hay đúng không? Hay, cho anh xin Facebook nhá. À, em học lớp mấy nhỉ? Lớp 10 ạ. À, thế thôi, đi học đi nhá, chưa đến tuổi yêu đâu. Ai hốt mà. Cái gì? Bạn tặng hoa cho mình à? Không, của bạn làm rơi hay sao ấy? What? Của bạn làm rơi hay sao chứ không phải của mình.
Ôi, lần đầu tiên mình được hoặc lần đầu tiên mình được các bạn tặng hoa ấy. Ôi. Tại sao phiền như thế? Yêu em anh được gì đâu. Hoa ấy, ôi. Ôi, cậu tên là gì đấy? Tao là ai? Đâu là đấy? Hoa đẹp đấy. Không phải là mình. Tự 23 tuổi rồi, tớ chưa bao giờ tớ được gái tặng hoa ấy. Mình thấy nó rơi ra từ bạn, chứ không phải là mình tặng. Để tớ cảm ơn cậu nhá. Hoa đẹp quá. Ủa, cậu tên là gì nhỉ? Cậu tên là gì ạ? Hoa này cậu mua ở đâu đấy? Cậu em hoa. Hoa em phải được đấy. Của bạn này đúng không? Thế cậu mua ở đâu? Của bạn này, của bạn này. Tớ cảm ơn cậu nhá. Tớ cũng thích cậu á. Chờ ta tái yêu có nhau. Còn sốt không? Dịch bệnh làm cái gì nó cũng trì hoãn ấy. Nhưng mà tình cảm của anh dành cho em thì lại ngược lại ấy. Thế thôi nhá, không trêu nữa nhá. Yêu nhá. Những ánh mắt trao nhau ngại ngần, thay bao dấu yêu đã bao lần. Em bảo không trêu nữa mà. Anh đừng trêu, anh bảo anh không trêu, em sợ. Anh có làm gì đâu, anh chỉ kiểu nhà làm cho em cười thôi mà. Anh không làm gì đâu, anh thề. Em sợ là em cười. Thế anh đang làm video kìa. Anh đang quay không? Ờ. Camera này. Thấy không? Anh đừng có đăng lên. Anh đừng có... Em có thấy con iPhone 6 ở kìa không? Anh xóa đi ra đi. Đấy có phải iPhone 6 không? Anh xóa đi ra đi cho em được không? Không. Em không thích. Nhưng mà em cười em xinh mà. Không, nhưng mà không ăn ảnh anh ạ. Nhưng mà nó ăn hình ấy. Không ăn hình đâu anh bảo bạn xóa cho em. Nhưng mà bạn ấy không đồng ý đâu vì anh không quen bạn ấy. Bạn ấy là ai ấy? Không, mình làm gì, em sợ lộ mặt. Kệ. Anh thôi, em bảo bạn ấy xóa cho em đi. Không. Anh cho anh lý do để anh xóa được. Tại vì em bị corona đúng không? Tại vì anh ra anh muốn là quay giới tư nhân mà. Tại vì bạn ấy thích em ấy. Bạn ấy cho em 9 điểm, còn anh là 1 điểm còn lại đấy. Thế thì em phải vẫy tay bạn ý đây để bạn ý. Không ai biết đâu, bởi vì em còn nói tên em đâu mà. Em vẫy tay đi để cho bạn ý xóa. Vẫy tay rồi này. Thôi đợi tí để anh bảo bạn ý ra đây nhá, xong nói chuyện nhá. Kệ em. Kệ em đi. Quay xa thế cơ mà. Đúng không? Được mà. Anh quay video anh không hỏi ý kiến em thế. Không, bởi vì là bạn này thích em. Ủa? Thế là quay thôi chứ. Quay để cô bạn ơi. Quay này nhá, anh phải bảo này, nếu mà anh video đúng không? Anh làm video đúng không? Nếu mà xin ý kiến em ấy thì là nó sẽ mất tự nhiên, em hiểu không? Nó sẽ không có những cái phản ứng mà nó kiểu bất ngờ ấy. Có nghĩa là anh đem lại khoảnh khắc bất ngờ cho các bạn con gái, em hiểu không? Nhưng mà anh lại thích chơi. Không sao đâu, quay xa mà, điện thoại quay xa nó không rõ mặt đâu. Phải từ đây đến kia cơ mà. Em không ăn hình. Nhưng mà đi nó chỉ người ta xem là người ta xem cái kiểu. Không, em không thích người ta xem. Người ta không biết em là ai, người ta chỉ biết là các bạn ấy cười như được mùa thôi. Xóa thì anh lại không có clip để anh đăng TikTok ấy. Thế là anh lại không có tiền ấy, thế là anh lại không có ăn ấy. Có làm nhưng không có ăn. Bây giờ anh chẳng may bạn là xinh xinh thì anh phải bên. Thế thì em lại xấu à? Em xấu. Em xấu thì anh lại thích những bạn thế. Đúng rồi, lại thích những bạn xấu như thế này. Còn những bạn xinh anh quá thì anh cũng không có cơ hội để có thể quay được các bạn ý. Anh làm em lên là một cái... Em ở đâu nhở? Em ở Đông. Ở Đông á? Em ở Sư Tử á? Đấy, thảo nào Sư Tử cứ lúc nào cũng không vốn xóa. Không yên tâm đi, các bạn không biết em đâu. Em không thích lên mình đâu. Thì ai cũng có thích đâu, nhưng mà anh bảo này, anh bảo này, sau này nhá, em có thể
xem lại những khoảnh khắc này thì em cảm thấy yêu đời hơn ấy, cảm thấy vui vẻ trong cuộc sống. Có kiểu em chỉ có ngồi cười thôi chứ em có làm gì đâu mà em ngại.